Xin chào tất cả các bác, các quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình giới thiệu xe của em ngày hôm nay. Thì hôm nay là một ngày gần cuối tháng 11 rồi. Tình trạng về thị trường xe cũng khá là nhộn nhịp. Thì nhân tiện là em cũng vừa mới lấy về một chiếc xe full size đến từ Nhật Bản. Như anh chị có thể thấy đây là một dòng xe cao cấp. Trước mắt anh chị đang theo dõi đây là một chiếc Toyota Land Cruiser phiên bản VX máy 4.6, sản xuất đăng ký năm 2015 và nhập khẩu nguyên chiếc anh chị nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đôi nét về chiếc xe này để chúng ta cùng tìm hiểu xem, với một dòng xe full size và có giá thành cũng khá là cao đó, chất lượng thì không phải bàn rồi, đây là một dòng xe cao cấp mà, thì chúng ta sẽ có những cái gì. Đối với Land Cruiser là một dòng xe full size, tất nhiên rồi, nó sở hữu một cái vẻ ngoài rất là bề thế, rất là to và động cơ cực kỳ khỏe anh chị nhá. Động cơ 4.6 V8 đi cực kỳ khỏe, và đây là một dòng xe cao cấp rất là đầm chắc. Tương ứng với cái giá trị mà nó mang lại thì chúng ta tất nhiên sẽ sở hữu những cái chất lượng rất là tốt. Chiếc xe mang ngoại thất nước sơn màu đen bóng, rất đẹp. Đó, như chị có thể thấy đấy ạ. Rất nhiều option được trang bị trên chiếc xe này, bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết. Land Cruiser phiên bản 4.6 VX nhập khẩu, sản xuất đăng ký năm 2015. Đây là một chiếc xe mà em vừa lấy về và hoàn toàn tình trạng là mộc ấy chị nhá, chưa hề rửa dọn gì cả. Em đã quay luôn. Chiếc xe lăn bánh được hơn 9 vạn km thôi. Land Cruiser mà lăn bánh hơn 9 vạn thì nó còn rất là mới và nó còn khá là đẹp. Nó chất lượng còn rất cao anh chị nhá. Với 2015 chúng ta cũng có được một cặp đèn pha bi xenon rồi. Xi nhan thì vẫn là halogen thôi, nhưng cũng có một cặp đèn LED ban ngày, và dưới là cũng có đèn sương mù này. Với dòng xe này thì rất nhiều những ông chủ, rất nhiều những doanh nhân, những người có điều kiện cao một chút, chúng ta đã biết là họ rất thích sở hữu những cái dòng xe này trong những chuyến đi công tác hay những chuyến đi gặp đối tác mà hơi xa một chút, nó đem lại cảm giác rất là thoải mái. Một chiếc xe full size 7 chỗ đó, thậm chí chúng ta có thể ngồi 8-9 người được, rất thoải mái đúng không ạ? Với 9 vạn km, da thì trên chiếc xe này là da Nappa anh chị nhá, còn rất căng bóng, rất đẹp. Tình trạng xe thì tất nhiên rồi, em vẫn sẽ cam kết là xe nguyên bản 100%, không có dấu hiệu về đâm đụng mập nước. Còn bộ phần táp ly, nội thất, da của xe còn rất đẹp, như chị có thể thấy đấy ạ. Ở phía sau chúng ta cũng có cửa gió điều hòa này, cũng có hai dàn đó. Phía sau thì cũng đầy đủ cửa gió điều hòa xung quanh xe. Trải nghiệm khi mà ngồi lên chiếc xe này, tất nhiên nó cũng là những cái trải nghiệm vô cùng thoải mái, cực kỳ rộng rãi anh chị nhá. Và với cái ghế lái, vị trí mà chúng ta ngồi nhiều nhất trên một chiếc xe, nó cũng giữ được cái độ mới nhất định. Như chúng ta có thể thấy đấy ạ, ghế rất to và rất êm. Đó, ghế chỉnh điện. Và nhờ ghế đến 3 vị trí anh chị nhá. Nhờ ghế 3 vị trí, rất đẹp. Với một dòng xe dành cho doanh nhân, dành cho chủ tịch, dành cho những người có địa vị cao như thế này, tất nhiên rồi, ngoại thất màu đen, nội thất màu đen là một sự lựa chọn tối ưu đúng không ạ? Đó, tất cả đều chỉnh điện, và ở đằng sau ghế hai ghế đằng sau đều có màn hình anh chị nhá. Đó, đều có màn hình giải trí này. Ở phía trên cũng được trang bị màn Android và đề nổ. Rất đẹp. Đó. Vô lăng, một chiếc xe chạy hơn 9 vạn. Nhưng nó giữ được cái độ mới nhất định của cái vị trí cầm lái vô lăng của chúng ta đấy ạ. Rất sần. Một vài vết bóng tất nhiên theo thời gian không thể tránh khỏi, nhưng mà cái chất lượng nó vẫn còn tương đối đẹp. Màn hình Android giải trí đa nhiệm anh chị nhá. Rất nhạy. Đó. Cần số đấy ạ. Cần số còn không có quá nhiều dấu hiệu hao mòn. Rất rộng rãi. Và tất nhiên option thì không thể thiếu đấy ạ. Sấy sưởi ghế, hai ghế trước, điều hòa thì cực mát rồi. Với chiếc xe này thì em hiện tại đang chào bán với mức giá là trên 2 tỷ rưỡi anh chị nhá. Trên 2 tỷ rưỡi chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được chiếc xe này rồi. Một chiếc xe rất đẹp. Đó, thông tin chi tiết và ảnh chi tiết của chiếc xe em sẽ để ở phần mô tả của video này. Nếu chúng ta có nhu cầu quan tâm, hoàn toàn có thể liên hệ theo hotline em sẽ để ở phần mô tả. Rất mong nhận được sự ủng hộ và quan tâm của quý anh chị và các bạn. Em xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip lần sau.